Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ tư. Dự đại hội có 400 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho gần 150.000 lao động trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam. Đại hội đã thảo luận, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Công thương Việt Nam, xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân ngành công thương. Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra 38 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, 12 đồng chí ủy viên ban thường vụ, 11 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra. Với khẩu hiệu đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, các cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành công thương sẽ tiếp tục sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh và công tác, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, góp phần vào việc tăng cường và phát triển bền vững của ngành công thương Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.